Đường khá là nhỏ mà trước ngày nhận
khó nhằn. Tiếp theo là level 391. Bon này mình chơi bon không rồi nha mọi người. Vinzaro. Con đường. Rất là cao nha mọi người. Bây giờ mình lấy chớp này bật một phát. Quả tấm kia mình có mà mình lấy chớp rất là xinh nha. Đã qua được. Thank you.